Alo. Alo, xin chào các bạn. Đinh Thi sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách chúng ta gắn xương cho một cái nhân vật. Đầu tiên là chúng ta khóa cái nhân vật này lại bằng cách là an x, là cho nó trong suốt, sau đó là kích chuột phải. Đây nha các bạn nhìn nhé. An x nè. An x nè. Anh sau đó kích chuột phải chọn free selection. Đấy. Rồi, đây. Các bạn sẽ nhìn thấy một cái nhân vật nó trong suốt như thế này. Sau đó là chúng ta sẽ gắn xương cho nó bằng cách chúng ta về mặt ép mặt đường trước đây này, sau đó chúng ta vào cái phần correct. Cái phần correct đây chúng ta chọn là cái hình hay bánh răng này này. Sau đó chúng ta chọn bone. Và chúng ta đầu tiên chúng ta sẽ phải đặt này. Chúng ta đặt cái xương nó phải nằm ở ngay ở chỗ cái hông ấy, ngay giữa cái hông này. Chúng ta sẽ đặt một cái xương ở đây. Nếu như mà muốn gập cái bụng thì chúng ta để xương, còn không gập thì thôi. Nếu mà gập bụng thì chúng ta để xương ở đây, ở gần cái điểm này. Đó, xong chúng ta kéo lên. Chúng ta kéo thẳng lên trên đỉnh đầu luôn. Xong kích chuột phải để chúng ta kết thúc cái lệnh. Thì cái xương nó sẽ vào ở đấy. Đây, nó nằm ở đấy. Tiếp là chúng ta sẽ lại vẽ những cái hình bên cạnh bằng cách là dùng bon. Chúng ta xem cái khớp tay ở đâu, khớp tay nằm vị trí này đấy, thì chúng ta sẽ để khớp tay ở đấy, thì chúng ta sẽ phải để cái xương đúng cái tâm xương ở đấy. Đấy, cái tâm xương các bạn phải để đúng ở đấy, sau các bạn kéo nó xuôi xuống đây, nó chéo chéo nhá. Đối với cái xương này nó mà có hai đốt, tức là nó có khuỷu tay ấy, thì chúng ta lại phải chọn cái khuỷu tay. Chúng ta lại xóa đi làm lại là chúng ta sẽ chọn khuỷu tay bằng cách chọn vào đây, xong chọn vào đây này, xong chọn vào đây. Đấy. Rồi cái chân cũng vậy, chân thì chúng ta cho vào giữa đây, chân có cái đây. Đấy. Và sau khi làm xong chúng ta sẽ kích đúp cả hai cái thằng này, chúng ta chọn vào mirror, chúng ta chọn vào copy, nhấn ok. Đó, các bạn thấy không ạ? Các bạn kéo vào là được. Như thế là nó đã ra được cái hình người rồi. Rồi bây giờ chúng ta chỉ cần gì? Chúng ta chọn cái tâm này, link vào với cái thân này. Chọn tâm này link vào với thân. Cái đầu nó được link rồi nhá. Cái chân này link vào với cái thân dưới, cái xương dưới. Đấy. Rồi như vậy khi các bạn di chuyển cái này là cả cái toàn thân cái di chuyển theo này. Đấy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cho cái này nó ngắn lại nào. Chúng ta cho ngắn lại. Rồi chúng ta cho ngắn lại. Như này, ok. Rồi. Bây giờ nhá, cái chân này nó phải được đưa vào giữa cái đường lưới này. Đến lúc nó gặp cái chân ấy thì nó sẽ gặp được. Thì chúng ta có thể vào Animation chọn Bone Tool. Sau đó các bạn chọn Edit. Rồi chúng ta có thể di chuyển cái này cao lên, di chuyển này. Đấy, bây giờ chúng ta có thể di chuyển cho nó chuẩn vào với cái khớp mà chúng ta cần. Đây như thế. Đó. Sau đó chúng ta phải tắt nó đi nhá, nhớ phải tắt nó đi. Rồi. Như vậy là ok. Sau đó chúng ta kéo toàn bộ cái xương này cho nó vào giữa người đi. Đấy. Còn có mỗi cái xương đầu thì cho nó xịt lên trên một chút. Đấy. Nó nghiêng nghiêng như thế một chút, không sao. Xong. Xong rồi chúng ta sẽ rigging nó. À, trước khi rigging chúng ta cần phải gắn gắn cái gì ạ? Gắn IK cho nó đã. Thì trước khi gắn IK là chúng ta cần phải xoay cái này chôn ngựa này ẩn đi đấy nhá. Chúng ta chọn hai selection. À, chúng ta chọn cái này cho nó nghiêng nghiêng cái này. Nó phải nghiêng nghiêng như thế này. À. Bỏ link ra đi, bỏ link ra đi để chúng ta chỉnh lại cho nó ngon lành đã nhé. Xong rồi chúng ta mới link vào, link lại này. Đó, nó nghiêng nghiêng như thế này thì nó sẽ chuẩn hơn, nó chính xác hơn. Ok, quay mặt ép chúng ta nhìn thấy này, đây nó nghiêng như thế này, nó hơi có chiều hướng của cái đầu gối giống cái đầu gối chúng ta như thế này.
Xong đó chúng ta sẽ gì? Chúng ta sẽ dùng cái này để chúng ta animation, chọn hai show level, chọn hai. Đó, cái này cũng vậy. Animation, chọn cái xương trên trước, bắt đầu với kích xuống cái xương dưới. Đó. Như vậy là khi chúng ta đã chỉnh cái này này, lên xuống này đã, cái chân nó sẽ theo này. Nó sẽ chuẩn luôn này, các bạn thấy không? Đó, nó như thế này. Đấy. Đó. Ok. Sau đó chúng ta mở khóa đối tượng nha. Ấn này đi. Hai selection đi. Mở khóa đối tượng nha. Unfreon. Đây. Đó, mở khóa nó ra, an x lại này. Bắt đầu chúng ta reset form cái đối tượng này đã. Trước khi chúng ta skin, chúng ta phải reset nó nhá, bằng cách vào đây. Chọn vào cái reset form này, sau nó có selection ở dưới đây chúng ta chọn. Đây. Rồi kích chuột phải chọn edit type poly đi. Đấy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chọn tất cả cái này để chúng ta link vào. Skin vào. Đó. Khi chúng ta skin này, chúng ta chọn skin này. Chúng ta sẽ nhìn thấy này, chúng ta con này chúng ta ấn đấy đi. Chúng ta sẽ nhìn thấy này. Đối với cái skin này thì nó sẽ rời từng cái một. Đấy. Còn đối với những cái mà nó liền cả một cục ấy thì chúng ta skin một loạt này cái là ok luôn. Còn đối với cái này nó rời từng cái một này, cho nên là khi chúng ta kích vào đây nó sẽ có những cái thừa này. Skin này. Khi chúng ta chọn skin xong chúng ta chọn add này. Add chúng ta sẽ nhìn nhá, cái xương bon này trên này tên là gì này. Nhìn cái xương bon này tên là bon 03 này. Thì cái đầu là ăn với cái bon 03 này. Add căn chuột A này. Bon 03 là cái này. Với lại cái 04 là cái thừa ở trên. Xong đó chọn select. Đó. Thì cái đầu này này, các bạn thấy không? Có luôn cái bon 03. Tiếp tục cái tay này nhá. Cánh tay này nó ăn với cái bon bao nhiêu? Kích vào đây để nhìn bon 05 và 06 này. Và 07 thì chúng ta lại chọn cái cánh tay, sau đó là chọn cánh tay này. Đó. Chúng ta xóa cái skin này đi, cho chúng ta là lấy skin khác, skin mới. Đây. Chúng ta chọn là bon 06 và bon đây, 05 06 07 đây, chính là cánh tay. Đó, các bạn chọn vào đây các bạn sẽ nhìn thấy lại đây này, thấy không ạ? Tiếp này, cái này chúng ta cũng xóa cái skin này đi này, cái skin này lúc nãy chúng ta làm thừa nhá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chọn cái này và nhớ là chúng ta phải đọc bon này, bon 11, 12, 13 đối với cái này là skin. Vào đây, Canona bon 11, 12, 13. Đó. Để có cái thân này thì là nó skin với cái nào? Một là cái bon 01 và bon 02 đúng không ạ? Cái thân. Lại tiếp tục skin cái thân. Vào đây add tiếp. Canona bon 01 và bon 02. Bon 03 04 là của cái đầu rồi. Đấy. Tiếp tục cái chân, nó là của bon bao nhiêu? Bon 08 0 09 010. Đấy. Xóa cái này đi lại nha, skin. Căn chuột A tiếp. Bon 08 09 010 đây. Cái này là bon bao nhiêu? Bon 14 15 16. Xóa này đi. Skin. Căn chuột A này. Bon 14 15 16. Đấy. Ok. Như vậy là xong. Cái cổ này là của cái bon bao nhiêu? Là mình cho vào hai cái bon. Bon 03 và cái bon 02. Nhá, skin cái này. Trước khi skin cái này thì mình nên thêm một cái lưới ở giữa, bởi vì nó là hai bon thì mình phải thêm một cái lưới ở giữa đi. Ring này. Connect. Một cái lưới ở giữa. Đó. Rồi bây giờ mình chọn là skin add bon 02 và bon 03. Đấy. Xong. Ok. Như vậy là chúng ta đã xong được cái phần bon của nhân vật. Các bạn nhìn này. Bây giờ nó theo luôn này, thấy không ạ? Đấy. À, cái chân mình quay nó ngược lại thì đây, cái chân mình quay nó ngược lại mất rồi. Mình quay chuyển lên đây. Lúc nãy quên mình quay ngược. Ok, đấy, nó sang như thế này. Đấy.
Ok, đó là cái phần nhân vật nó sẽ có cái animation như thế này. Đây, các bạn thấy không ạ? Đó, cho nó đi lại nhá. Đầu tiên là không này. Chúng ta cho nó là 24 thôi. Ok, cho về mặt ép để chúng ta nhìn này. Xóa bớt những cái gì không cần thiết này đi cho nó đỡ nhìn, nó đỡ khó nhìn. Đó. Đầu tiên là chúng ta cần phải cho nó đi lại thử xem nhé. Đây là đang đi thử này. Rúi xuống này. Đó. Sorry. Nói như này là đúng rồi chứ nhỉ. Đây. Đây. Cho nó đi thử nha. Cái này kéo xuống. Để cho cái này nó bước ra. Một trong hai cái chân này bước ra. Chân này bước lên. Cho nó chạng háng nha, đúng không? Cái tay này, một cái tay nó sẽ rung lên, vung lên, một cái tay sẽ vung ra. Đấy, nó sẽ đảo chiều nhá. Cái này phải đảo ngược này. Chúng ta chọn vào đây để chúng ta chọn bon này, để không bị ảnh hưởng đến cái phần kia. Đó, đây. Ok. Sau đó chúng ta sẽ key nó này, key nó. Rồi. Không là như vậy, đến 6 này, đến frame số 6 này là đảo ngược này, đây là phần animation nhé. Phần này anh sẽ chỉ sau, nhưng mà nói qua để cho hình dung cái đã. Đó, cái này phải chọn cả ọ, cả cái này thì mới kéo được này. Đấy, kéo được này. Nó đổi chân thôi mà, đây này. Đó. Đấy. Vậy thì chọn tất cả cái này, đổi này, đổi này, đúng không? Xong lại cho không về với 12. 0612 đấy. Gọi theo không ạ? 0612. Rồi đến 3 nhá, đến 3 là phải cho nó lên này. Đến 3 ấy là nó phải cái bài vớt là nó phải lên này, nó ngấy lên này, đó. Rồi cái chân nào từ đằng sau, chân này đằng sau đúng không? Thì đến cái phần 3 này nó nâng lên. Nâng lên, đó. Thì nó sẽ thành bước chân này, đấy thấy không ạ? Đến 9 này, animation đấy. Thì các bạn sẽ nhìn thấy là tôi chỉ cho các bạn rất là dễ hiểu. Các bạn không này, các bạn nhân ra với 6 này nhé. 0 với 6 là giống nhau. Cái tâm của cái này này, tâm của cái này là 0 với 6 là giống nhau. 0 với 6 với 12 là giống nhau. Có 19 là khác thôi. 9 là cao hơn. 9 với 3 là khác. 9 với 3 thì là giống nhau. Đó. 9 với 3 cao hơn này. Thấy không? Thì nó viết ra là cái bước chân này. Đó. Đó. Đây. Giờ viết ra cái con này là lại đến số 9 này nâng cái chân lên. Thì các bạn có cảm giác này, này nó giống như animation này này. Nhá, thử nhá. 24 rồi đúng không? Ctrl A này. Quét tất cả đi để kéo giãn nó ra đây. Thử nhá. Đó. Animation đấy rất mượt mà nó chỉ có thế thôi. Đó, cái đầu này cứ mình cứ lại cứ hay nhầm cái đầu này nhỉ. Đấy. Cái đầu này thì nó dễ dễ làm này, sau này animation các bạn cũng có thể làm rất là dễ dàng. Đấy. À, lúc nãy mình kéo nhưng mà nó bị ghi nó không kéo được nó không kéo được kiểu đấy được. Mình sẽ phải bỏ cái skin này ra để mình chỉnh cái đầu đúng không ạ, delete cái skin này đi để mình chỉnh cái đầu đây, cái đầu đây mình reset lại cái đầu này đã, xong bắt đầu mình skin lại đơn giản thôi. Còn cái đầu này không skin cũng được, các bạn hoàn toàn có thể cầm cái đầu này link nó vào với cái kia là được. Cầm cái đầu này link vào với cái xương này là ok luôn, không cần phải skin, nó vẫn đi theo đó, rất là đơn giản như thế đấy. Ok, đấy là phần rigging và phần animation. Thì tôi muốn các bạn làm cái bài này thật tốt, sau đó là nộp bài cho tôi, nộp xong chúng ta mới học cái phần mới nhá, chứ không chạy liên tục mà không có bài tập ở đâu. Cảm ơn các bạn.